dòng ca thất bại đang tiến dần đến hồi kết với những cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Vòng thách đấu đầy nghẹt thở của tuần trước, Lê Duy và ngôi sao kỳ cựu Lệ Ngọc đã phải dừng bước để nhường chiếc ghế quyền lực lại cho hai ngôi sao mới là Tường Vi và Mẫn Nhi. Hôm nay hãy cùng chào đón ba vị ban giám khảo chuyên môn, ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, giám khảo khách mời, ca nhạc sĩ Khắc Việt, để tìm ra những ứng viên sáng giá đủ sức đánh bại ngôi sao. Hành trình tìm kiếm năm ứng viên cuối cùng sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bạn lại gần bên tôi, kể tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời. Vậy mà tôi vô tâm, rồi cứ quay lưng đi. Và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng yên thôi. Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình. Rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi vai tôi khóc. Ngồi khóc trong phòng tôi, chỉ có đôi bạn thôi. Khẽ đôi bàn tay lên đôi vai tôi vừa run. Ngoài mai nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đây? Từng giọt cứ rơi trên đôi tay tôi đã ướt nhòe. Giọt nước mắt bạn lau giúp tôi. My friend. Trong tâm hồn, cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hay quên đi, bạn mình buồn vui chi? Chẳng nghĩ gì để hiểu trong lòng bạn buồn những gì. Vậy mà tôi vô tâm, như lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đâu biết. Chỉ có khi buồn lắm lại nhớ đêm bạn ơi, muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên. Ngồi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đây? Từng giờ cứ trôi qua tôi trong lo mong chờ, bạn thật lòng cần tôi phải không? My friend. Khi buồn vui bạn thương bên tôi, hai chúng ta cách xa như được đôi ba câu cho tôi bình yên. Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đây? Từng giờ cứ trôi qua tôi đang lo âu mong chờ, bạn buồn lòng vì tôi phải không? Bạn ơi xin hãy nói dù chỉ một lời thôi, dẫu cho là tôi mong mang cho bạn bình yên. Gọi mãi nhưng nào thấy, bạn ở nơi nào đây? Từng giờ cứ trôi qua tôi.
chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giọng Ca Bất Bại. Và thưa quý vị, chương trình Giọng Ca Bất Bại do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điên Quân thực hiện, được phát sóng vào khung giờ 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chào đón những vị giám khảo. Đầu tiên là hai vị giám khảo rất quen thuộc, ca sĩ Mỹ Tâm. Giám khảo tiếp theo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và cuối cùng là một vị giám khảo khách mời đặc biệt, đó chính là ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt. Và bên cạnh đó, không thể không nhắc tới năm vị trí rất quan trọng của chúng tôi, đó chính là năm vị trí của năm chiếc ghế ngôi sao. Ngôi sao trung thuận, ngôi sao Tuấn Hiếu, ngôi sao Tường Vi, ngôi sao Bá Duy, và cuối cùng là ngôi sao trẻ tuổi nhất, ngôi sao Mẫn Nhi. À, chị Mỹ Tâm ơi. Chị đấy. Chị Mỹ Tâm ơi. Chị đấy. Ngày hôm nay là đoạn đường gần cuối rồi, gần tới đích của chương trình Giọng Ca Bất Bại rồi. Thì không biết là một điểm gì ở chương trình mà chị Mỹ Tâm cảm thấy là thu hút chị Tâm nhất ạ? Thích nhất trong cái cuộc thi này là cách các bạn thách đấu với nhau. Đó là một điều bất ngờ nhất mà Tâm thấy rất là thú vị và Tâm rất thích cái vòng đó. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Tâm. Còn anh Hưng thì sao ạ? Sự hấp dẫn của cái chương trình này là thứ nhất là nó mới, hoàn toàn độc lập. Thứ hai là mỗi một tuần một cái sự hồi hộp nó diễn ra, nó đe dọa đến tánh mạng của những ngôi sao, kể cả những thí sinh. Đó là một cái sự hồi hộp, một sự thú vị. Và ngay cả những khán giả, các fan theo dõi khắp nơi đều có một cái cảm tình rất đặc biệt với chương trình này. Điều đặc biệt tiếp theo nữa khiến Hương phải có mặt ở đây đó là cô ấy. Wow. Trời ơi, vậy chết luôn á. Vậy không mấy mùa sau nữa đi ha. Vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và cuối cùng là vị giám khảo khách mời, đó chính là anh Khắc Việt. Thì không biết là anh Khắc Việt ơi, ngày hôm nay luật chơi chúng ta đó chính là những bạn thí sinh rất là mới. Họ sẽ phải đối đầu với những ngôi sao đang ngồi trên những chiếc ghế kia. Thì không biết là anh Khắc Việt có một lời khuyên nào dành cho những bạn thí sinh mà lần đầu tiên bước chân lên sân khấu lớn không ạ? Lần đầu tiên bước lên sân khấu chắc chắn là sẽ rất là hồi hộp và run. Có khi mà bị tâm lý ảnh hưởng cái là giọng tự nhiên là cổ khô hết luôn. Mà cổ khô hết là kiểu gì là hát cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì mong các bạn hãy giữ tự tin và làm sao mà để điều chỉnh được cái tâm lý nó tốt nhất, để cho mình có một cái giọng hát ổn định và mình biểu diễn thật là tốt. Vâng ạ, cảm ơn bạn giám khảo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút với lại năm ngôi sao. Đầu tiên là ngôi sao trẻ nhất, Mẫn Nhi ơi, cái cảm giác của mình lúc mà ngồi vào chiếc ghế đó thì như thế nào? Cái cảm giác đầu tiên em ngồi vào ghế này đó là em rất là run và hồi hộp. Tại vì lúc mà ở trên đó thi á, thì không có sao hết. Nhưng mà lên đây thì mình lại đặt được thêm nhiều áp lực. Do là mình đã lên ngôi sao rồi thì mình phải làm sao cho xứng đáng với cái được gọi là ngôi sao. Nên là hơi run. Hơi run đúng không? Hy vọng ngày hôm nay bạn hãy cố gắng bình tĩnh lại. Bởi vì Huy nghĩ là nếu mà các thí sinh mà thấy được cái sự run rẩy của bạn thì họ sẽ nhắm vào chiếc ghế bạn rất là nhiều. Và bây giờ là một ngôi sao tiếp theo, Tường Vi. Chiếc ghế của bạn hiện tại đang được chúng tôi khảo sát là chiếc ghế có một cái lời nguyền. Đó chính là ngôi sao nào ngồi vào đó là hay đi lắm. Thì không biết là bạn có lo sợ là mình sẽ là nối gót những cái ngôi sao trước, ngôi sao băng trước không? Em cũng có nghe một bạn thí sinh từng nói với em là từ lúc bạn Oren rời khỏi thì cái ghế này mang một cái ám khí rất là nặng. Trời ơi. Đúng rồi, Oren là dừng cuộc chơi. Nhưng mà bạn phải làm một cái điều đặc biệt hơn là bạn bứng ghế về luôn. Là ghế rời, bạn không rứt thì bạn không rời. Đó. Em sẽ cố gắng hết sức để mà ngồi lại chiếc ghế này ạ. Rồi, tiếp tục. Wow. Cảm ơn bạn. Và bây giờ là vòng đầu tiên, đó chính là vòng tuyển chọn. Và bây giờ các bạn hãy nhanh tay đặt tay vào chiếc đít thi đấu để đến với bài hát đầu tiên. Xin mời.
Liên khúc Yêu một người có lẽ và Não cá vàng. Và thưa quý vị, hãy cùng nhau làm quen với năm thí sinh đầu tiên này, xem họ là ai nào. Xin mời. Dạ, em xin giới thiệu tên của mình là tên Lương Trần Phú Thiện. Em đến từ Bình Dương và em xuất thân từ dancer. Wow. Hèn chỉ nhìn bạn có toát lên có vẻ gì đó rất là bụi bặm phong trần. À, bây giờ mục tiêu của bạn rõ ràng là ai nào? Dạ, mục tiêu em đi về rồi. Hả? Là sao? Dạ, là mục tiêu của em mấy tập trước đã đi về rồi, cho nên là bất kỳ một ghế nào cũng được. Ồ. Em nghĩ là em sẽ đấu với bạn nhỏ nhất ở đây. Đấu với bạn nhỏ nhất? Bạn Mẫn Nhi à? Mẫn Nhi. Nhi ơi, thấy chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 96. Còn trẻ luôn. Hợp lý, hợp lý. Nào, cô gái thứ hai. Em tên là Trần Hoài Băng, năm nay em 18 tuổi và hiện là sinh viên ạ. Sinh viên. Mục tiêu ngày hôm nay là ai ạ? Mục tiêu của em là bạn Mẫn Nhi, vì em và bạn Mẫn Nhi cách nhau khá là ít tuổi nên là có thể. Bởi vậy cái tuổi tác một vấn đề rất là trầm trọng đó Mẫn Nhi. Lạ ha. Hồi đó cái ghế đó là của Ngọc lớn tuổi nhất rồi, bây giờ nhỏ tuổi nhỏ nhất tuổi cũng nhất. Có người nói chuyện được, may thiệt. Đó, tuổi trẻ tài cao. Nào. Wow. Chàng trai kế tiếp. Em tên là Nguyễn Hoàng Duy Ân. Em sinh năm 98 và em hiện tại đang là sinh viên, và ngoài ra em còn là giáo viên piano mầm non ạ. Giáo viên piano ạ. Hai ngôi sao mà em ấn tượng nhất đó là chị ngồi giữa và anh áo vàng ngồi bên cạnh. Trời ơi. Không hiểu tên người ta luôn. Chị ngồi giữa là chị Tường Vi em. Ok, chị Tường Vi ạ. Còn anh áo vàng ngồi bên cạnh là anh Tuấn Hiếu. Anh Tuấn Hiếu ạ. Dạ. Cô gái thứ tư ạ. Em tên là Mỹ Tuyên. Mục đích em đến với chương trình này là: thứ nhất, em muốn học hỏi thêm, và thứ hai là em muốn thử thách bản thân, và cuối cùng là em muốn được gặp chú Đàm Minh Hưng và cô Mỹ Tâm. Ủa, sao mình những cái mục tiêu bạn đề ra thì không có mục tiêu nào là đánh bại ngôi sao nào cả, là mình tới đây để mình thử thách, là mình đứng ngay chỉnh rồi mình về hay sao? Đã bây giờ thử thách thứ ba là được rồi nè, là gặp anh Hưng và chị Tâm là được rồi nè, thấy không? Thử thách đầu tiên là vượt qua bản thân, là vượt lên, là đứng dậy rồi nè. Học hỏi chắc không học rồi hả? Rồi mình về nào. Rồi, mục đích của bạn là ngày hôm nay là ngôi sao nào? Chúng tôi đang muốn biết là bạn sẽ đấu với ai ạ? Dạ, em muốn thách đấu với chị Mẫn Nhi ạ. Trời ơi, em ơi, Nhi ơi, thời em tới không cản nổi. Cắt show quá. Dành hết show, ba show luôn rồi. Chàng trai thứ năm ạ, xin mời. Em là Đức Anh ạ, hiện tại em là nhạc công tự do. Thì hôm nay đến đây thì với tiêu chí là thi đấu thì em sẽ chiến đấu hết mình. Và mục tiêu em đã chọn cho mình đó là anh Bá Duy ạ. Bài hát đầu tiên, chúc các bạn may mắn, xin mời. Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh, lấp lửa những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần sợ sai. Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa. Ánh mắt cũng thật là nhìn thật khác với những ngày qua. Tiếng nói yêu em một nơi không tồn tại nơi đây. Ký ức bên em chơi vơi giờ dần xa nơi đây. Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến. Trái tim anh giờ đây đang quan tâm về một ai khác. Còn dây mãi chẳng nhẹ đi vết son, sẽ như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Có khi chẳng hề biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh âm thầm đứng gần cười. Nếu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, và trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người có chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là. Giờ đây đang lớn dần thêm, từ nay chẳng có ngày mai. Chẳng trách giờ đây em đã vừa quên say đắm nơi ấy cùng ai. Cố gắng nuôi tiếng cũng chẳng đổi được điều gì, cố gắng điều kia cũng chẳng đổi được điều gì. Anh là anh, em vẫn là em, nhưng không là của nhau nữa rồi. Vậy đi từ nay chẳng có hỏi đâu, chẳng có lời nào cho nhau. Thôi bận tâm em không cần đâu, giờ lại để tự mình anh lâu. Đừng nên phụ nữ dấu nhớ những bạn ngày, đã qua chưa được quay trở lại. Trái tim em giờ đang nhớ ai, ai. Phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh.
vậy mà giờ đây hai đứa ai nỡ. Bóng em giờ đã trôi xa về nơi đó. Trái tim anh vẫn mong em sẽ quay về. Về đâu để thấy em người ơi. Giờ biết đi về đâu để một lần nữa được nhìn thấy nhau. Chỉ có những nước mắt nhạt nhòa hòa vào cơn mưa vì anh nhớ em. Chờ tình giấc giữ đêm thả tim lại chợt nhận ra. Và bây giờ là nhận xét của ban giám khảo, xin mời ạ. Nhìn chung thì đây là cái cả năm em luôn đều có một cái style hát chung hiện nay là của giới trẻ, đó là hát nhẹ nhàng, không có cái gì phải nội lực, không cần phải cái cao trào hay gây gớm. Đó, đó là cái cảm nhận của anh như vậy về các em. Phú Thiện, em lần hát đầu tiên mà thật sự là anh hai câu đầu tiên anh không nghe được gì luôn, không nghe được chữ nào hết. Em xin lỗi. Chắc anh tưởng là em bắt đầu tưởng em hát nhạc Hàn Quốc. Sau đó thì cái chữ nụ cười là cái chữ đầu tiên anh nghe được trong cái phần hát của em. Hoài Băng, em là người có giọng hát, giọng nói nào là giọng hát y như vậy hả? Em có một điểm sáng lúc phần lên cao lúc nãy là anh thấy là điểm sáng của em. Hai bạn nữ thì em lại có một cái chung suy nghĩ nhau là các bạn đã hát tròn vành rõ chữ, có nghĩa là tròn vai, nhưng mà lại không có cái sự những cái luyến láy hay những cái kiểu nổi bật như trong nghề anh em mình, kiểu dạng như là gọi là điểm nhấn kiểu hồn cảm xúc ấy, thì có những cái nó đi lại một chút. Trong đấy thì có bạn Duyên thì giọng cao, hát cũng như vậy, cũng đúng kiểu dạng như là rõ hết mọi thứ ra, có tố chất cái tiết tấu trong người là có. Có vài chỗ nó hơi bị chưa được đã thôi. Đức Anh là người được anh thấy là anh đánh giá cao nhất, tại vì em chơi nhạc cụ, em nhạc công rồi nên việc hát bè đối với em nó bình thường, toàn bộ từ đầu đến cuối nguyên bài hát của mình em bè thôi, em nắm hết toàn bộ phần này. Cái người đó rất là bản lĩnh và hy sinh chịu chơi thì mới có thể làm được chuyện đó. Cảm ơn anh. Đức Anh có thích nghe nhạc US hoặc UK không? Dạ cũng có ạ. Thì cái luyến của Đức Anh ấy là có cái màu kiểu rock alternative các thứ, rồi là R&B Mỹ, nó bắt cứ rất là US UK. Thì trong đấy thì bản thân của Việt cũng đánh giá Đức Anh cao nhất, đó là hát là gọi là có những cái sự sáng tạo hay là có cái sự bình tĩnh trong những cái đoạn luyến của những cái những câu hát nó tốt nhất. Cảm ơn. Thì với cái phần đầu bài của nhóm như vậy là khá tốt, là bởi vì tụi em không có bị nghe, không bị chỏi, không bị gì quá đó. Nên một tiết mục mà chị cho rằng là cũng mở màn như vậy là mình cảm thấy là cũng khá đẹp rồi. Phú Thiện thì kiểu như hơi Hàn Quốc đúng không? Còn em Đức Anh thì kiểu nó UK hơn chút xíu hả? Vâng. Em Duy Ân á, thì em là dạng như là tự tin nhất trong năm bạn đó, chị cảm giác vậy. Nhưng mà như anh Khắc Việt đã nói đó, là em cần phải có cái độ sâu nữa. Mình phải có cái độ sâu nữa thì người ta sẽ cảm nhận được cái phần trình diễn của mình hơn. Chị nghĩ rằng là mọi người sẽ ngồi phải bàn lại một chút xíu về cái phần trình diễn này và em nào sẽ được chọn vào hay không. Thì chị xin vài phút ha. Xin mời. Cảm ơn các em.
Và thưa quý vị, như vậy chúng tôi đã ghi nhận kết quả từ ban giám khảo. Bây giờ là quyết định của ban giám khảo, xin mời. Chưa dành ra với anh, lấp lửa những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần sợ sai. Nếu gì đến rồi sẽ đến, rồi sẽ đến. Trái tim anh giờ đây đang quan tâm về một ai khác yêu. Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhẹ đi vết son. Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Và trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là. Giờ đây đang lớn dần thêm, từ nay chẳng có ngày mai. Chẳng trách giờ đây em đã vừa quên say đắm nơi ấy cùng ai. 5 4 3 2 1. Và xin chúc mừng, đó chính là Nước Anh. Cảm ơn bốn bạn còn lại ạ. Lúc này thấy sao? Dạ cũng thấy vui ạ. Dạ cảm ơn ban giám khảo và tất cả các bạn ở đây đã cổ vũ, thì em cảm thấy vui. Dạ. Ban giám khảo, không biết là mình có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với bạn ứng viên đầu tiên này không ạ? Thấy hơi run. Anh nghĩ rằng là tụi em đã có sự chuẩn bị hết rồi trước khi tới đây, đúng không? Thôi thì tụi anh chúc em thi tốt nhất cái phần sự chuẩn bị của mình, để có thể có một sự lựa chọn chính xác nhất khi mà các ngôi sao đó cất tiếng hát. Đừng có vì thích hay là vì một cái gì cá nhân nha. Chỉ vì muốn thể hiện cái người đó ngon quá, mình sẽ luộc người đó, hay là người đó phải lựa những người yếu nhất để mình chơi mới hạ được. Đó là kinh nghiệm theo anh chị thôi. Ok, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Xin mời bạn về ghế ứng viên ạ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài hát thứ hai, xin mời. Xin mời. Bây giờ là nam nữ sinh kế tiếp, xin mời giới thiệu ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Thế Vĩ, em đến từ Kiên Giang và hiện tại em đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của em là được đứng trên sân khấu lớn, và mục đích thứ hai là được gặp hai người thần tượng của em là chị Mỹ Tâm và anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Hình như các bạn này bị một vấn đề mục đích á, cứ nói mục đích là muốn đi về rồi. Mục đích đầu tiên là đứng sân khấu lớn, được rồi nha. Mục đích thứ hai gặp thần tượng, được rồi. Còn nữa gì nữa? Về đi nào. Còn mục đích cuối cùng của em là được thách đấu với ba ngôi sao nam. Ba ngôi sao nam. Wow. Ba ngôi sao nam luôn kìa. Hey. Kể bạn nghe là ba ngôi sao nam là ba ngôi sao đã có thâm niên ngồi ghế lâu nhất. Tự tin bao nhiêu phần trăm về chiến thắng của mình? Em cũng chưa chắc. Rồi ok. Nào, trận thứ hai. Em tên là Lê Quốc Đạt, hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay 21 tuổi và đang làm ca sĩ tự do. Wow, đi hát mấy năm rồi? Dạ, em hát tới đây cũng được 4 năm. 4 năm rồi hả? Wow, kinh nghiệm đầy mình. Vậy thôi, vậy là quá tự tin rồi. Và bây giờ là chàng trai thứ ba, xin mời. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là So Jong Song, mọi người có thể gọi là Seo. Dạ, Seo. Dạ, Seo, em đến từ Hàn Quốc ạ. Wow. Bạn đã học tiếng Việt lâu chưa? À, em học tiếng Việt 1.5 năm rồi ạ. 1.5 năm? Dạ. Giỏi dữ ha. Wow, 1.5 năm mà nói chuyện rất là rõ ràng. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Seo. Và không biết là ngày hôm nay Seo sẽ muốn chinh phục vị trí của ngôi sao nào? Thực sự em ngôi sao nào cũng em tự tin em thắng. Ngôi sao nào em cũng tự tin em thắng? Dạ. Một ẩn số. Dòng song sao đúng không em? Em là dòng song sao. Dạ, em tên là So Jong Song. So Jong Song. Có thể gọi là Seo. Seo. Dạ. Seo. Bắc Hàng Seo đây. Seo. Chỉ tầm chỉ hơi chức đầu rồi. Seo. So Jong Song. Nói chung là mình gọi Seo được rồi ạ. Bạn gặp xin mì đa Seo. Bạn gặp xin mì đa. Nào giới thiệu nào. Em tên là Dương Đạt, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của em tới đây là để thách đấu chị Tường Vi. Yes.
Được đó. Rõ ràng. Nên vậy, những thí sinh phải nên như vậy. Phải mục rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng. Có mục tiêu nhất định. Mình phải khè ngôi sao trước cho người ta sợ chứ. Bà chàng trai cuối cùng ơi, bạn có hận ai chương trình này không? Sao nó mặt căng thẳng quá vậy? Mong manh dễ vỡ ghê luôn á. Đúng rồi chị. Có họ hàng gì vậy? 16 tuổi chưa em? Có họ hàng gì với Thanh Chi? Năm nay em 21 tuổi ạ. À, 21. Em tên là Trần Văn Tài và em là sinh viên của trường Đại học Bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Wow. Bạn nhỏ ơi. Em Seo ơi, nếu mà cái tên Trần Văn Tài mà hàng tiếng Hàn Quốc đọc thì sao, được không? Có dịch qua được không? Cũng anh không à, rảnh quá. Anh rảnh quá mà. Em xin lỗi, xin lỗi. Rồi, bài hát thứ hai bắt đầu. Sorry.
Xin mời ban giám khảo ạ. Một tiết mục nhẹ nhàng, dễ thương, dễ nghe. Thì với cá nhân của em đánh giá thì năm bạn đều có vấn đề về cao độ. Ừ, chứ không phải một chân, bạn. Bạn Dương Đạt này và bạn Vĩ là có cái run. Lúc em nghe ra không phải là vì giọng run mà là cái cột hơi thở mình bị run. Nó không ổn định đấy. Cái hơi thở nó không ổn định, nó không giữ được cái nhịp, không giữ được cái cao độ của anh ấy. Đấy. Em giọng sông sèo đúng không ạ? Dạ. Giọng sông sèo. Sông sèo. Dạ. À, em có chất giọng rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Dạ. Và rất tình cảm. Anh không ngạc nhiên khi em hát không rõ lời lắm. Vì em là người Hàn Quốc mà nói tiếng Việt và hát như vậy là quá đáng khích lệ và phải cảm ơn em đã yêu tiếng Việt và đã học tiếng Việt và hát tiếng Việt như vậy. Dạ, em cảm ơn ạ. Em rất là dễ thương ha. Chị cũng rất là thích nhìn em hát, nhìn em dễ thương lắm. Cái giọng của em rất là tình cảm nhưng mà cái cao độ nó hơi trên một chút xíu khi em lên cao á. Thì em chỉ cần để ý cái đó chút xíu là được. Thì nếu em thật sự mà yêu thích âm nhạc và thích âm nhạc Việt Nam đặc biệt á thì em tập nhiều hơn nữa. Thì thật ra chị nghĩ rằng là âm nhạc nó cũng không có phân biệt về vấn đề về ngôn ngữ đâu. Cho nên là nếu mà thật sự mình có cảm xúc vào trong đó thì chị nghĩ là mình vẫn có thể chinh phục được khán giả ha. Đạt ơi, cái giọng của Đạt giọng có lực nhưng mà cái giọng của Đạt cần phải biết làm cho nó có màu sắc một xíu ha. Rất là dễ gặp, giọng của Đạt dễ gặp nhiều bạn có lắm. Yeah. Ở trong này thì có bạn Văn Tài. Thì Văn Tài những cái câu đầu tiên hát thì em thấy rất cảm tình và rõ ràng mọi thứ ra. Nhưng đến khúc sau đoạn cuối thì em nghe ra là Tài cũng có bị vấn đề những đoạn lên cao. Em hát rất là bình tĩnh. Và cái bình tĩnh của em làm cho người ta tin rằng là đó là cái sự bình tĩnh thật của mình. Chứ không phải là em không có cái tình cảm. Nó cảm giác cho người ta tin rằng là cái cá tính của tôi nó như vậy. Thì chị cũng đánh giá cao Tài ở cái bài hát này. Thế Vĩ thì nhìn rất là nghệ sĩ và cũng có cái chất giọng cũng dễ nghe. Thế Vĩ thì cao độ của em cũng có một chút vấn đề. Nó cứ trên trên, nó chưa thực sự ổn định. Nhưng mà cái người hát màu sắc ấn tượng nhất là Đạt đối với anh. Em là người có được một cái đoạn phải nói là đúng ra là lợi thế nhất so với bốn bạn còn lại. Có nghĩa là đúng ra là cái đoạn đó em phải làm tốt hơn nữa. Cảm ơn giám khảo ạ. Và bây giờ sẽ là ít phút để ban giám khảo hội ý để chọn ra ứng viên xứng đáng. Xin mời. Và bây giờ là sự lựa chọn của ban giám khảo. Xin mời. Không có ai cả. Như vậy, ban giám khảo đã quyết định là trong bài hát này không có ai trở thành ứng viên. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một vị giám khảo để xem quyết định này xuất phát từ đâu. Xin mời chị Mỹ Tâm ạ. Có một cái điều khó ở đây là khi mà mình có quá nhiều sự phân vân của ban giám khảo á thì thường thường là cái điều đó nó chưa chính xác. Ở đây á là vẫn đánh giá cao em Quốc Đạt
và em tài một chút, nhưng mà thật sự rằng là nhìn chung lại thì cả ba đều cảm thấy rằng là sẽ hơi không công bằng nếu như mà chỉ vì một tiết mục mà hai bạn chỉ nhỉnh hơn một tí mà phải chọn vào á, thì e rằng là sẽ bị hơi thiên vị. Không một ai bứt phá lên trong năm bạn, nên là cái sự chọn lựa nó cũng bị khó. Sẽ còn nhiều cơ hội còn cho những bạn sau, có thể là những bạn sẽ bứt phá lên và có những cái màu sắc nó thật sự nổi trội hơn, thì mình nghĩ rằng là sẽ như thế vậy tốt hơn. Cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến với Giọng ca bất bại. Và bây giờ là bài hát tiếp theo, xin mời. Ca khúc Cho ta gần hơn. Xin mời. Nào, các bạn hãy giới thiệu về mình đi ạ. Xin mời. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Thảo My, năm nay em 17 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và mục tiêu của bạn hôm nay sẽ là ngôi sao nào? Dạ, thật ra thì khi đến với chương trình thì em không biết vị trí của năm anh chị ngôi sao, nên là em chưa đặt mục tiêu. Nhưng mà mục tiêu của em tới đây là để trải nghiệm và thử thách bản thân ạ. Cảm ơn bạn. Bạn thứ hai ạ. Em tên là Kim Tuyên, hiện em sinh năm 1999 và hiện em đang làm songwriter tự do ạ. Songwriter hả? Songwriter. Nhạc sĩ. 19 tuổi rồi, làm gì em tính tí ghê vậy Huy? Em trừ không ra luôn á trời. Sinh năm mấy? Dạ 1999 là 19 tuổi, đúng rồi anh Hân quá giỏi. Dạ cảm ơn anh Hân. Và mục tiêu của bạn hôm nay là chiếc ghế nào? Dạ em thích cái gì nó bí ẩn và nó thử thách một tí, em xin chọn chiếc ghế thứ ba ạ. Chiếc ghế thứ ba của Tường Vi. Bạn nhìn em bí ẩn cũng bí ẩn. Nhìn bạn cũng bí ẩn luôn. Và bây giờ bạn thứ ba, xin mời bạn giới thiệu. Em tên là Đỗ Hồng Nhung ạ. Em hiện đang làm người mẫu ảnh. Mục tiêu của em ngày hôm nay đến đây thì em muốn thách đấu với bạn Trung Thuận ạ. Trung Thuận? Tại sao bạn chọn Trung Thuận ạ? Tại em thấy bạn ngồi hơi lâu, em sợ bạn mệt. Việc sắp lại là em thấy bạn ngồi hơi lâu, sợ bạn mệt. Em phải ngồi gặp vào chiếc ghế thấy bạn ấy. Wow. Chỉ đơn giản vậy thôi ạ. Hiếu cũng lâu vậy. Nhưng mà bạn Thuận lâu nhất ạ? Không, hai bạn nó cùng lúc đó. Chung một tập nhưng mà Thuận hát trước. Là có nghĩa là vào trước được mấy phút đó. Vậy là có quan sát. Có vẻ là để ý em hơi bị lâu rồi đó Thuận ạ. Dạ, ok. Rồi. Chị nói đúng tim đen em. Thấy chưa, chị biết mà. Cô gái thứ tư ạ, xin mời. Em là Mỹ Linh, hiện nay em 25 tuổi. Và đến đây thì em cũng chỉ muốn đến để mà thử thách bản thân mình thôi. Xem mình có khả năng được đến đâu ạ. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Cô gái cuối cùng ạ. Em tên là Hoàng Hương và năm nay em 21 tuổi. Và hiện tại em là sinh viên ạ. Mục đích của em đến đây là ngồi lên chiếc ghế ứng viên bên kia và được thách đấu với chị Tường Vi ạ. Wow, wow. Tường Vi, mẫn nhiên, rất đắt show ngày hôm nay. Chúc mừng hai bạn. Fighting. Và bây giờ là bài hát thứ ba, xin mời. Chung lối hạnh phúc mãi nó trên môi, cứ thế yêu mà chẳng bối rối, dù cho ai kia muốn nói gì hay bước đi mặc kệ lý trí, hãy nghe con tim nói rằng just love, cuộc sống sẽ không sửa mãi đâu, just love, I don't know, người ta nói sẽ chẳng bao lâu, I don't know. Rằng mai sau ta sẽ có chút u sầu. I don't know. Con đường dài phía trước, nắm tay nhau cùng bước đi.
chẳng bao lâu. I don't know, I don't know. Dù mai đây sẽ có u sầu. I don't know, I don't know. Dù mai đây chẳng bao lâu. I don't know, I don't know. Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua cho ta gần hơn. Vì yêu rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. Rồi, anh làm rất ngắn gọn, rất nhanh và dễ hiểu thôi. Thảo My, em có thần tượng ngắn, nhanh, gọn, dễ hiểu. Lâu rồi đó anh. Rồi. Nào, sắp đi show rồi nào, nhanh. Em có thần tượng Cát Tường không? Dạ, em thích nhạc của chị Vũ Cát Tường. À, rồi, phần của anh rất ngắn gọn. Ngắn gọn lắm luôn em ạ. Okay. Rồi qua người tiếp theo liền. Anh thích em. Tất cả mọi thứ thuộc về em. Biểu hiện, thái độ, giọng hát, nhịp nhàng, ăn mặc, tóc tai, cái kiểu của em anh thích. Ngắn gọn vậy thôi. Rồi, phần anh đó. Bây giờ thôi. Hết rồi. Anh cũng thích em. À, rất phong cách. Cảm ơn. Có tư duy, kim tiền nữa. Lúc bạn đầu vào thì anh thấy em có vẻ hơi bị run và hát chật nhịp, đúng không? Thì anh có bỏ qua một lúc, nhưng mà đến lúc sau anh lại để ý lại. Thực ra em mới là cái người mà đúng là songwriter em hát tư duy nhất trong tất cả mọi người. Nhưng cái giọng hát của em ấy, nó lại không đủ điều kiện để em có thể xử lý được những cái trong đầu của em. Có nghĩa là trong đầu của em định nghĩ cái gì, nhưng cái giọng hát của em nó chưa cứ đủ cái sự trải nghiệm để có thể em xử lý được những cái đấy. Về Hồng Nhung, anh thấy Hồng Nhung hát là không rõ lời. Còn Mỹ Linh và Hoài Phương thì cái thực lực và cái kiểu hát cũng như là cái đại trà nó kiểu như nhau, kiểu ngang nhau, giống nhau, kiểu như thế. Chị thì lúc đầu ấn tượng với Mỹ Linh nhất. Rồi khi mà em hát một cái giọng lên á, rất là bất ngờ luôn á. Thật sự không nghĩ rằng là với cái hình dáng đó mà em cất giọng lên là em làm cho chị bất ngờ dữ vậy. Nhìn trông đầm thắm nhỉ, nhìn trông đầm thắm. Cái giọng hát nó làm cho người ta giống như là đâm thẳng vào trái tim người ta luôn. Và em đang có một lợi thế rất là tốt và chị nghĩ là wow, bé này hay nè. Nhưng mà sau đó thì uổng cái là em không phát triển được. Vì em chỉ được những câu đầu thôi và sau đó những đoạn sau của em hoàn toàn mờ. Và không làm cho người ta cảm thấy ấn tượng nữa. Thì nó lại bị lẫn. Vì đó là nếu mà cái tập này mà nó phát lại á, Mỹ Linh về xem lại cái điều mà chị nói đi, thì em hãy tập trung vào cái thế mạnh đó của mình trong những cái câu đầu, em sẽ biết em hát hay như thế nào. Rất hay. Còn em Hoàng Hương, em Hồng Nhung và em Kim Tuyên thì chị cũng cho rằng là tụi em cũng ngang nhau, cũng người được cái này mất cái kia, cũng giống như là anh Khắc Việt đã vừa nói. Riêng em Thảo My thì đoạn đầu chị cũng không đánh giá cao lắm, là bởi vì khi mà đối với chị thì cái bất ngờ đầu tiên nó làm cho mình cảm thấy là có cái gì hay hay không, thì đoạn đầu chị không thấy cái gì hay cả. Nhưng mà em may mắn em có 30 giây để có thể tỏa sáng nhất là đoạn cuối của em. Và điều đó chị nghĩ rằng là
dù còn một phút, một giây huy hoàng nữa, mình vẫn có thể chiến thắng được. Và chị nghĩ rằng là em xứng đáng được vào vòng trong đó. Cảm ơn. Cảm ơn những ban thảo ạ. Và bây giờ xin mời ban giám khảo hội ý xem ai sẽ trở thành ứng viên tiếp theo. Xin mời. Chúng ta cùng nhau đến với sự lựa chọn từ phía ban giám khảo. Xin mời. Dù cho ai kia muốn nói gì, hãy bước đi mặc kệ lý trí. Rằng mai sau ta sẽ có chút u sầu. I don't know, I don't know. Dù mai đây chẳng bao lâu. I don't know, I don't know. Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua chúng ta gần hơn. Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. 5 4 3 2 1, đó là. Xin chúc mừng Thảo My. Cảm ơn 4 cô gái còn lại ạ. Thảo My ơi, bạn là ứng viên tiếp theo rồi. Và bây giờ sẽ là một lời khuyên từ anh Đàm Vĩnh Hưng cho bạn để có hành trang vào vòng thách đấu. Xin mời. Anh không okay. Có lời khuyên gì đâu. Có, nhanh lắm. Để đừng nói vậy. Ok à, con gái, cho con chỉ một thứ duy nhất là vũ khí là giọng hát thôi. Đó. Và phong cách. Nha, đừng đứng yên một chỗ hát là sẽ ra lên đường rất nhanh. Nha, phải giống như họ, thấy không? Coi họ hát nào mình làm tương đương vậy luôn, thấy không? Mình có giọng hát ngon rồi mới được vào đây. Đó. Và phải canh được người nào hát. Ok, bèo nhất là bọc liền. Lúc mà ngồi hát coi thí sinh hát á, coi giám khảo ngôi sao hát, đừng có lơ mơ mà cuốn theo giọng nhạc, để tay sẵn lên trên cái nút của mình. Đó là kinh nghiệm nha. Thấy hàng ngon là ấn xuống cái là chơi liền. Tại 5 người kia cũng sẽ dành luôn đi, trời ơi. Đúng không? 5 người kia cũng sẽ dành cái phần ngon đó. Cho nên là tại vì chú thích con, chú hướng dẫn cho con luôn. Ok. Cảm ơn chú nhiều ạ. Xin mời Thảo My về vị trí. Anh phải nói rõ cụ thể em mới hiểu được. Chứ anh nói vòng vòng gì sao người ta bây hiểu. Bây giờ em lên đi, anh bấm liền, anh thích em nè. À đó, anh nói là anh thích em. À, anh nói là anh thích em, anh bấm. Không phải thích em mà anh rất rất thích em. Anh yêu em luôn đúng không? Anh yêu em luôn đúng không? Nước lạnh như sao bên trong đêm bay bên sao. Chứ còn lỗ. Em toàn là mồi, xin mời. Hệ thống ạ. Bài hát Nụ Hôn Cuối, xin mời. Nào, giới thiệu xin mời. Dạ, em tên là Hoàng Nhi, năm nay em 20 cộng. Em là sinh viên và... 20 cộng là cái gì? 20 cộng là được rồi bé, không cần phải hỏi nữa, tiếp luôn. Dạ, em là sinh viên và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 20 cộng là giống như 18 cộng nữa hả? Là cũng là 20 cộng thôi. Rồi. Mục tiêu của em tới chương trình này là trước hết là sẽ thắng được 5 bạn trong nhóm của em và sẽ được làm ngôi sao. Cảm ơn bạn. Cô gái thứ hai. Em tên là Thu Hiền. Em đến từ Đồng Nai và hiện em đang là sinh viên năm 3. Mục tiêu của em đến với chương trình này là có thể có một cơ hội được ngồi với ghế ứng viên và thách đấu với chị Tường Vi. Tường Vi, lại là Tường Vi nữa. Bên đây 20 cộng. Tường Vi cánh mỏng. Đúng rồi, bên đây 20 cộng, bạn mấy cộng rồi? Em 20 cộng luôn ạ. 20 cộng tiếp, nào, cô gái thứ ba.
Em tên là Nguyễn An An và năm nay em 23 tuổi. Và chị Tâm ơi, em có muốn nói với chị một chút xíu ạ. Là em có một người chị gái cũng rất là thân và vô cùng là yêu quý chị. Và chị ấy sắp sang một thành phố mới để sống. Thì có gì chị nhìn vào máy quay và chị hãy nói là Mi ơi cố lên được không ạ? Thế để, à? Để em ơi, cái người chịu quyền lực đó của em là ai vậy? Và mình và chị đó rất là thần tượng chị Tâm ạ. Và là em rất là muốn là gửi món quà này hôm nay em đến tham gia chương trình này để cho chị. Cái này có tính phí đấy. Em ơi, chị Tâm là có 3 rem giá nha em. Mi ơi, cố lên. Trời ơi. Cảm ơn chị nhiều ạ. Ước nguyện bạn đã thành sự thật rồi nhé. Nào. Em tên là Ngọc Thanh, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên ạ. Em xin phép được thách đấu với chị Tường Vi. Tường Vi Cánh Mỏng. Hình như hôm nay là ế show nam hay sao á. Chị đó là chị Mẫn Nhi với Tường Vi, yeah. là nói chung là có phần y y trong đó là cũng đi rồi. Mỗi ba nam ơi, mình quét lại chút xung quanh cái bụi phụ. Trời ơi, mọi người ơi, chúng tôi còn ba ca sĩ nam mà có ai thách đấu lại ba chàng ấy hay không? Nào, cô gái cuối cùng xin mời. Cô gái cuối cùng. Bạn nhỏ ơi. Bạn nhỏ ơi. Đi lạc ở đâu đây? Bạn nhỏ tên gì? À, bạn nhỏ đấu với ai nào? Tại vì em mặc bộ đồ hợp với Tuấn Hiếu kìa. Em đến đây có mục đích rõ ràng ạ. À, em có hai mục đích. Rồi. À, mục tiêu đi ạ. Hồi nãy bạn có coi những cái thí sinh trước không? Dạ. Không thử thách. Nào, dạ không, em đến... Rồi mục tiêu thứ nhất là mục gì? Mục tiêu thứ nhất của em là em đến với chương trình Giọng Ca Bất Bại vì có người em yêu ở đây ạ. Wow. Ngô Kiên Huy. Ông Đờn đúng không? Chứ còn ai vào đây? Ai vậy em? Dạ, cái này thì em xin giữ bí mật. Nếu mà em may mắn đánh bại 4 đối thủ của mình thì em sẽ bật mí và cũng như là mục tiêu thứ hai của em đó là được ngồi vào vị trí ngôi sao để nhìn người yêu của em rõ hơn ạ. Wow. Cái gì cũng có thể xảy ra nha. Bây giờ chị mình làm phương án loại trừ. Đó, mình sẽ làm phương án loại trừ. Ngồi trên đó mà nhìn người yêu mình rõ hơn là chỉ có hướng này thôi. Yes. Đúng, chính xác. Hướng kia thì là không còn ai. Chỉ nếu có mà trong mà trong giám khảo thì là em, chị Tâm là bây không phải chị rồi. Nói em nghe. Chị Tâm là con gái, là mới nhất là con gái loại này. Trừ. Thứ hai là em có vợ rồi. Vợ rồi, loại trừ. Anh đã mới đi. Yeah. Chị em, việc đừng... Tiếp luôn. Bài đặt hai đứa nháy mắt nhau rồi còn mình giáp bộ nữa. Cái dòng mà giáp bộ nữa. Dạ đúng quý vị, như vậy chúng ta cùng nhau đã đến với lời giới thiệu của các bạn ấy rồi. Và chúc các bạn hãy may mắn ở bài hát này. Và bây giờ là bài hát kế tiếp, xin mời. Từ con tim em gửi tới.
Thấy em nào cũng hay. Thứ nhất, Hoàng Nhi, em là một thí sinh có lực. Bạn Hoàng Nhi lúc đầu hát đoạn đầu là legato rất là hay, nhưng đến khúc sau thì bắt đầu là Việt nghe thấy bắt đầu là những cái đoạn đến cái phần hát sau của bạn, tất cả những nốt cao và những nốt của em đều bị hát bạch thanh bay hết ra ngoài, nó không qua cái vỏ miệng, bạch thanh hết. Còn bạn Thu Hiền thì bạn hát bị ngắt quãng ấy, có nghĩa câu hát của bạn cứ bị ngắt quãng theo cái từng cái hơi thở hay là cái câu này nó không có liền mạch nhau thành mà đây là một bài ballad rất là hay của nhạc sĩ Hồ Anh, thì nó cần tình cảm và cần cái sự legato rất là nhiều với nhau. Em xin lỗi dùng thuật ngữ legato là có nghĩa là hát kiểu liền mạch. Nguyên An, đối với anh giọng hát của em phải là một người đi hát hàng đêm khá nhiều thì mới có thể xử lý được như vậy, rất là bén nhưng mà còn thiếu chút. Ngọc Thanh, sử dụng cái nức nở quá nhiều trong cả một bài hát nha, vài chỗ thôi thành điểm nhấn hay, chứ em đang nức nở nguyên cả một cái giọng hát của em luôn chứ không phải làm một đoạn nào. Nhưng cái đến đoạn cuối ấy, thì em nghe bạn lại hát rất sáng, rất cao, thì có thể cái câu mà bạn hát vào này có thể là chưa hợp lý với bạn nên là bạn chưa thể hiện được hết cái khả năng của bạn. Yến Nhi có một ngoại hình xinh đẹp và rất nghệ sĩ, em có sự tinh tế trong cái tư duy của riêng em nha, để em sắp xếp và cái em muốn điều muốn xử lý cái phần đó. Em có những cái phút giây tỏa sáng rất đặc biệt. Xung quanh này thì chắc là các bạn cũng đã hiểu rồi, nói quá cụ thể rồi. Hôm nay có việc là chị nó không cần phải nói gì nhiều mà. Vâng, anh Hưng thì là về basic cơ bản là ổn rồi, em biết rồi, thích ai là biết rồi, nhìn em mà liếc cho bộ vậy thôi, em biết rồi. Còn việc là chuyên môn là cũng cụ thể rõ ràng. Cảm ơn bạn giám khảo. Xin mời bạn giám khảo thảo luận ạ. Và bây giờ kết quả từ ban giám khảo, xin mời. Bảo em công khai người yêu đi thôi. Đúng rồi. Dạ, cái việc mà công khai người yêu thì em không ngại ạ. Dạ, em chỉ còn một lý do thôi. Quá này quen quá ta. Trước khi mà em công khai người yêu của em thì em muốn là anh nhìn thẳng mặt em. Này người em luôn tin tưởng. Không, yêu. Chiều chiều tan 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 tan. Em thật sự là em xem anh hát từ bé rồi. Em còn nhớ một bài hát mà anh đã từng hát với Đông Nhi á, là cái bài mà sớm tức xếp thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi. Rồi lần đầu tiên thấy Huy mà đó. Dạ. Thì lần đầu tiên thấy Huy bối rối thì sao á? Thì em chỉ muốn nói một điều thôi. Có nhẫn không? Có nhẫn không? Nè, chị cho mượn này. Chị mi tâm của em, chị thấy có bất ngờ. Người yêu trong lòng em chính là chị.
chị đây. Đó. Em coi như bị sắc mũi hết luôn. Em ơi, em thấy anh đoán đúng không? Anh nói cái gì? Nói cái gì? Em không biết. Em đã đoán từ đầu. Em đừng tỏ ra bối rối như vậy Tâm. Em không, em bị bất ngờ. Em đang, mọi người đang nói chuyện gì? Gì là bất ngờ đâu. Chị Tâm mê thì nhiều người yêu lắm. Chị chọc em quá nên em quay qua. Nhưng mà tình yêu của em là rất chân thành. Oh my god. Em ơi, mọi người đừng có nghĩ sai. Đúng một rồi. Cái tình yêu yêu thương như một người chị, một thần tượng, một dạ, gì đó. Dạ đúng rồi. Yes. Chị định đưa nhẫn em đưa cho Huy mà. Dạ không á, chị đeo cho em. Chị đeo cho em hả? Ok. Ok, ngắn gọn lên bây giờ. Ok, bây giờ anh đã hiểu em, được. Em thắng thì chị tặng em chiếc nhẫn. Anh hiểu được tình cảm của em dành cho một thần tượng lớn trong đời mình. Ok. Còn nếu như mà em có một ý định gì về tình yêu khác, anh không, em không có cửa với anh đâu. Không có cửa. Anh thùng đó. Ok. Ôi trời ơi, bà con ơi. Trời ơi, cái tay đổ mồ hôi rồi này. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, về chỗ ngoài đúng không? Chúc mừng em. Chỗ em ơi, trời ơi. Cao chúc mừng người yêu Mỹ Tâm. Oh yeah. Trời ơi. Em ơi. Hồi nãy là chị đoán em rồi. Không. Em ơi, cái em biết rồi, anh mọi có, người đang nói về chuyện gì vậy? Anh không hề mất bình tĩnh, anh đoán đúng y như là như vậy. Không, dễ thương à. Rồi, bài tiếp theo. Tình cảm mà. Xin mời, bài hát cuối cùng. Để em rời xa, xin mời. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với lại năm thí sinh cuối cùng, xin mời. Em tên là Ngọc Khoa, hiện tại thì em đang công tác tại một ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Wow, ngân hàng hả? Dạ. Ngân hàng luôn. Wow. Hôm nay em đến đây thì với ba mục đích, đó là được nhìn thấy chị Tâm, thần tượng của em từ ngày nhỏ. Thứ hai nữa là được trải nghiệm trên một sân khấu lớn, và thứ ba là được ngồi vào một trong những chiếc ghế ngôi sao ngày kia. Dạ thì nếu mà may mắn được chọn thì em sẽ thách đấu với lại Mẫn Nhi. Wow. Dạ. Hình như hôm nay là ngày hội hướng nghiệp đó chị. Ai lên cũng em có ba mục đích, ba ước mơ trong cuộc đời của em. Nào, cô gái thứ hai xin mời. Em tên là Hồng Phương ạ. Năm nay em 20 tuổi. Em đến từ Long An. Và em đến đây có một mong muốn là sẽ được đứng hát trên sân khấu này ạ. Và nếu mà chiến thắng được thì tốt ạ. Ok. Cô bé rất là rụt rè, rất là bản lãng. Cảm ơn bạn nha, bạn nhỏ. Nào, cô gái tiếp theo ạ. Em tên là Hoàng Nhi, em đến từ Phú Yên và năm nay em 25 tuổi ạ. Nếu như mà được bước vào trong thì em muốn thách đấu với bạn Trường Vy ạ. Hình như là hôm nay là hai bạn nữ của chúng tôi. Ba ông đàn ông kia sao mãi không thấy ai thấy động chạm gì đấy. Sao đấy ạ? Em đang thắc mắc á. Ai mà chỉ giấu với người mạnh em. Mạnh lắm, ngôi sao mới thường là sẽ có yếu điểm. Đó. Nào, cô gái kế tiếp. Em tên là Tú Anh. Năm nay em xém 20 tuổi. Em đến từ Đồng Nai. Lại 19 cộng. Xém, rồi xém này. Xém 20 tuổi là em chứ 19 cộng gì đó thôi hả? Dạ. Rồi, mục đích. Dạ, mục đích của em tới đây là vui là chính. Ngồi vô ghế ứng viên là 10 ạ. À, yeah, được. Cảm ơn bạn. Ồ, xoái ca, giới thiệu đi bạn. Dạ, em gốc em là Thái Bình ạ. Nhưng hiện tại em sống ở Yên Bái ạ. À, cùng quê. Dạ. Hello Đồng Hương. Hello anh ạ. Hello, thì... hello. Dạ, công việc hiện tại của em là đang là một huấn luyện viên thể hình ạ. Nhìn là biết liền. Từng cái thớ cơ lộ rõ liền. Đây đây đây, đúng cái, mà. Cái áo nó bó gym lên thở treo thôi. Treo, chắc là tập gym rồi. Mục đích của em đến tham gia chương trình là chắc chắn rồi là muốn được chinh phục một trong năm chiếc ghế ngôi sao. Ở đây ạ, thì anh Trung Thuận. Oh, wow. Anh hãy chờ em, sau khi em loại 4 người cùng chơi này, tiếp theo sẽ là anh. Được. Wow. Ok. Có anh chờ luôn. Trước khi hát nha, anh tự dự đoán rồi, theo cá nhân anh, nhanh rồi. Dạ. Nhanh rồi bé. Không, anh cứ thoải mái đi, đâu giờ là của anh. Ok, để đo giọng nói, bạn có thể đoán được giọng hát. Thì anh thấy số 3, số 5 đang có nguy cơ, có thể lật đổ được ngôi sao. Nha. Lật đảo được vào vị trí đó trước, nếu quên xin lỗi. Đã thử đi.
Hùng ơi, bạn nghĩ sao về lời thách đấu này ạ? Tới tiết mục cuối cùng rồi là em không bị ế. Cũng có người thách đấu. Và em rất là mong mà nếu mà bạn có vào được thì em chắc chắn sẽ muốn đấu với bạn này. Cảm ơn Trung Thuận. Và bây giờ là bài hát cuối cùng, xin mời. Gạt đi tình yêu nơi ai, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em hiểu, rồi lúc em khóc trong vòng tay ai, để anh nhận ra wow. Và em làm ra chỉ hay. Để anh hay, mang hay. Đi theo suốt cuộc đời. Anh cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và anh cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Để anh một mình nhé em, cứ đi đi, đừng nán hết ngày tháng qua. Em cứ đi đi, vì anh đã trọn vẹn mình. Thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Em muốn tình nhé anh cứ đi đi, đừng nát hết ngày tháng qua. Anh cứ đi đi, em đã chọn người mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Em biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Hơi thở đang dần hòa nhịp theo từng nỗi đau mất mát không gian cũng đang bao trùm lên một cảm xúc rất khác. Kể từ khi em đi, bình minh đã không còn vương nắng, hạnh phúc của em đã biến màn đêm trong anh bao phủ thành sương trắng. Có phải đây là điều em muốn? Bình yên nơi anh chưa đủ làm cho em vui và trở nên sung sướng. Em cần gì cô gái ngày xưa đâu cần gì đâu, nhưng giờ đã biết tìm ai đó khác đêm đêm gối đầu. Và nếu anh muốn đi xa nơi ai, gạt đi tình yêu nơi ai, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Rồi lúc em khóc trong vòng tay ai, để anh nhận ra rằng em là giá trị để anh mang đi theo xuống cuộc đời. Anh cũng sẽ chia một hạnh phúc trên dòng đường đời, và anh cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thật ra là không khó nằm ngoài cái sự phán đoán của anh Ngọc Khoa, giọng của em rất tình cảm nhưng mà em phải biết canh cái tiết tấu tí xíu, cái nhịp xíu tùy theo cái bài hát mà mình có thể dàn trải cái giọng hát của mình Em cũng có giọng hát ổn định nhưng mà chị nghĩ em thiếu một cái cá tính. Chị nghĩ đó, nếu mà Khoa thực sự mà muốn theo cái ngành này á, cái nghề này á, thì hãy đào sâu hơn một chút xíu nữa. Hầu như em có một cái giọng rất là nội lực ha,
Nhưng mà khi mà lên cái quảng cáo sau thì đúng là nó bị chênh, và cái giọng em nó gọi là nó bị thoát ra nhiều quá, nó thiếu cái nội lực ở bên trong. Mặc dù là giọng em có và cao, ok, em vẫn có thể làm được. Cái này là chỉ cần luyện tập thôi, chị nghĩ là em sẽ làm tốt. Phương là em cũng rất là hay nè, nhưng mà cao độ của em hơi có vấn đề trên phô, cho nên em để ý lúc mà em lên cao và lúc hát thì em mới cần tự chủ control lại cái giọng hát của mình một chút xíu thì nghĩ sẽ ổn. Em cảm ơn Tú Anh. Lộc một sự bất ngờ đối với anh với cái hình dáng đó, anh tưởng em hát nhạc bolero hay cải lương thì sẽ hợp lý, nhưng mà em hát rất là modern, rất modern nha. Của em, cái xử lý của em nó rất là thời thượng đó. Và xoáy ca Thế Quyền đúng không? Ok, thật ra bài hát này là bài hát của hai đứa em. Anh chỉ nói ngắn gọn thôi, nó quá hợp nha. Nhịp em dở lên nó rất là đúng luôn cái beat và đúng kiểu đồ chơi mốt bây giờ, không cần phải legato, không cần phải dàn trải tình cảm quá nhiều. Có những bài hát không cần phải vậy đó, và đúng nhịp dở lên đúng mốt. Rồi, cho anh xong. Vậy còn có bấy thêm gì nữa không? Chỉ trong số này thì mình phải giấu đi em ạ. Em cũng vẫn bất ngờ Tú Anh. Đơn giản là chỉ vì cái bông tai của em và cái zenith đấy nhá. Và cái áo đấy và cái cổ đấy. Em chơi kiểu lừa đảo à? Mà lố rồi mà. Không, thật ra là bé Tú Anh là đúng là bất ngờ. Nhưng mà em cảm giác khi mà thấy bạn này hát, nếu mà thay bộ đồ khác là cảm giác như Orange đứng đây hay sao á. Cái mặt giống Orange hay á. Exactly á. Đúng không anh? Cảm giác đó luôn á. Em hát rất là hay luôn á. Xin mời ban giám khảo hội ý ạ. Dạ thưa quý vị, đây là sự lựa chọn của ban giám khảo, xin mời. Vượt qua nếu em hiểu. Rồi lúc em khóc trong vòng ai để anh nhận ra rằng em là giá trị anh mang đi theo xuống cuộc đời. Anh cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và anh cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Tôi cảm ơn ba thí sinh còn lại đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Wow, chúc mừng hai bạn ạ. Chắc hẳn là những lời nhận xét vừa rồi cũng đã quá đầy đủ. Tại sao ban giám khảo đã quyết định chọn hai bạn? Vì thế xin mời hai bạn về vị trí kế ứng viên. Em phải cho anh Hưng anh nói cái gì chứ Huy. Và thưa quý vị, như vậy chúng ta đã xác định được 5 chiếc ghế ứng viên. Và ở bài hát cuối cùng này đã có 2 thí sinh trở thành ứng viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ được nhắc lại vị trí hiện tại của 5 ngôi sao. Đầu tiên đó chính là Trung Thuận, ngôi sao Trung Hiếu, ngôi sao Tù Vi, ngôi sao Bá Duy và ngôi sao Mẫn Nhi. Và thưa quý vị, liệu rằng sẽ có cuộc lật đổ nào hay không? Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này ở tuần sau của chương trình Giọng Ca Bất Bại. Chương trình Giọng Ca Bất Bại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.